À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của Vương quốc Long Goba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã tiến quân được xuống đến cái khu vực phía nam này rồi và cái chúng ta khá ổn. Bắt đầu tiến quân vào đất Ý nhưng mà bây giờ mình không chắc là mình có đủ tiềm lực để tấn công nhanh nữa không, hay là mình sẽ dừng lại để vừa đánh và phát triển đã. Tình hình là bây giờ mình đang phải cố gắng nhỉ. Các hiệp ước với Phanh, các hiệp ước với Chris. Tại sao thế nhỉ? Thằng này tưởng nó phải thân với thằng Phanh chứ. Trong đệ này của mình, nó đã bị trừ cái điểm ngoại giao nào do thành kiến về văn hóa của người cầm quyền, ác cảm về văn hóa, ác cảm về tôn giáo, các hiệp ước với Phanh và Chris. Thằng Phanh này mình sẽ phá cái hiệp ước không xâm lược với nhau. Tốt rồi. Tăng trưởng cải tiến này, đúng rồi. Các hiệp Vigo hủy hiệp ước với Frank, tăng 10 điểm luôn. À, nó ghét mình ra mặt vào. Mình rất sợ thằng này ở phía bắc này, thằng đệ này của mình. Cố gắng mình sẽ phải làm nào để lấy lòng nó nhỉ. Welcome, worthy guest. Mình đang cần một cái duy trì một mức độ ảnh hưởng phía bắc này. Thằng này sắp đánh chiến tranh với thằng Alaman này. Khó nhỉ. Hấp dẫn về tôn giáo. Nếu có một cuộc chiến tranh với bọn này đang suy yếu rất mạnh này. Được, có thể là mình sẽ phải chuẩn bị cho cuộc chiến ở phía bắc rồi đấy. Bởi vì tiềm lực của mình bây giờ cũng đủ cho mình có thể... Ở đây, tướng này khá mạnh này. Ô, sao thằng này... Nó mới tướng cấp 2 mà nó đã... Đánh lên rồi. Lấy được con vợ cộng một xảo quyệt. Thằng này tố chất tốt đấy. Dương cờ. Ngon. Căng 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 đấy. À, vùng này mình có thể lâng được xe bắn đá để cuối rồi. Gay nhỉ. Chiến tranh trên mọi mặt trận à. Khu vực phía nam này thì mình cũng đã tiến khá sát xuống phía dưới này rồi. Chắc lượt này không có việc gì để làm đâu. Là mình sẽ qua lượt đã. Trước tiên là mình sẽ xem có tướng lĩnh nào bổ nhiệm được cái gì không. Bổ nhiệm cho nó một tí. Giảm ít tiền thôi nhưng mà cộng 2 trung thành. Tăng chức cho nó. Ba mươi hai tuổi thương gia này. Thống đốc cái vùng này. Cái vùng này sao? Thống đốc này cả đớ quá. Thống đốc ở cái vùng này à. Hay là cái kệ đó. Bao giờ chết thì để bổ nhiệm mới.
qua lượt đã, qua lượt đã, có thể mình sắp phải bỏ một cái hiệp ước gì với thằng Phanh rồi. À, đội cung thủ thống đốc. Thống đốc này. Với cái tốc độ tiến quân như thế này là khá nhanh đấy các bạn ạ. Bởi chúng ta chưa qua 100 lượt mà chúng ta đã kiểm soát được một cái vùng lãnh thổ lớn như thế này là khá nhanh đấy. Nên là mình không thể tiến nhanh hơn được. Tiến nhanh thì chúng ta trị an trong vấn đề trong Attila này, trị an rất mất thời gian. Các bạn tiến quá nhanh, các bạn không có đủ lực lượng để trị an đâu. Mà bây giờ mình cũng không có đủ quân đội để có thể dàn khắp mọi nơi để bằng phòng thủ được. Số lượng quân đoàn của chúng ta đã bị giới hạn rồi. Cùng lắm thì mình có thể thành lập các hạm đội thôi. Quân đoàn thì không còn gì. Mình còn đang phải lo cái khu biên giới phía đông. Chống thằng... Nói chung để mà... À... Để mà nó gây loạn được mình thì chắc hơi khó nhưng mà... Chừng nào thằng Alan... Vanda nó chưa chết hẳn thì... Chừng đấy còn khó cho mình. Làm việc của thanh niên nào vừa hết hạn. Có hơn 9.000. Đấy, chúng ta còn đang phải sửa chữa những cái vùng như này. Chưa tiến quân nhanh được, tiến nữa thì chết. Yes. Mày dám chơi anh à? Mày chết. Quân đoàn này phun quân. Quân đoàn này thế nào? Dark shadows loom. Rồi. Tấn công chí mạng luôn à. Tốt rồi. Tới nhà mình phải xem cái tình hình ngoại giao ở phía bắc này. Tiếp tục cải tiến thì là tốt đấy. Cái thằng đệ này rất quan trọng của mình, nó là lá chắn phương bắc của mình. Lá chắn của phương bắc của mình. Nếu bây giờ mà thằng khỉ đứng ngay trên cổng nhà mình thế này. Ông đệ này mà ông kiểm soát được cái vùng này thì ngon nhỉ, khôi phục đi. Thằng này nó có ghét thằng Alaman không? Thôi được, từ qua tiếp cái lượt này đã. À từ, hết tiền rồi, từ. Bây giờ chúng ta chưa vội đánh ngay được. Cứ vừa đánh vừa ổn định và tiến thêm sẻng. Ai giả Visigoth công đánh thành công Constantinople à? Một hiệp ước với khu vực phía bắc này.
Hiệp ước của khu vực phía Bắc. Đây là giai đoạn nhạy cảm và mình cần biết xem là mình và thằng đệ của mình như thế nào với nhau. Thằng này bây giờ thì nó rất ghét thằng, nó rất là Alaman này. Bây giờ nó chính thằng này nó sẽ là nguồn cung cấp tính giáo cho mình. Nó đã suy yếu với thằng này à? Tiếp tục suy yếu. Burundi không còn hiệp ước gì với mình nữa. Bây giờ mình phá hiệp ước với thằng này thì mình sẽ mất bao nhiêu tiền? Hơn 1.000 đấy. Hiệp ước với Phanh và hiệp ước với Chris. 1.200 không được, bỏ chứ. Bỏ thao thương với thằng này bây giờ là mình mất khá nhiều tiền. Tìm kiếm đối tác khác. Căng phết nhỉ. Hơ, thằng này toàn phát triển của cải, nó không có nhà lính nhỉ. Toàn chạy đồn trú. Có mỗi một cái làng này. Toàn lương thực à? Thế thì nó dư đủ lương thực á. Mình giải quyết nhanh cái vụ ý này đã chứ nhỉ. 2.000. Đây rồi, thành phố của nước Ý không có quân đồng thủ à? Rút quân đoàn này sang đây đã. Phòng thủ khu vực phía bên này xem anh. Tấn công. Chạy à? À, mình đánh như này thì mình sẽ đỡ mất công phải vây thành, công thành. Quân ở trong thành nó sẽ ra tiếp viện cho bọn này, mình đập luôn. Đội hình thảo nguyên à? Ôi dồi ôi, quá tuyệt vời luôn. Đồng không không quậy. Cái đám quân đồn trú là mình phải diệt bằng hết để gọi là có đội lính dìu. Nó có lính spy ngon thế nhỉ? Mình chưa nâng cấp được cái lính spy đấy. Trời mưa. Có lính spy ngon. Địa hình quá đẹp. Melee fighters ready. Infantry. Your shields up! Warriors group! À, nó có ấy đâu nhỉ? Nó không có lính... Nó không có lính...
mình cung tên, mình để cái đội hình này cũng được, chống kỵ binh luôn. Hình như là sắp nâng cấp được cái đội kỵ binh này lên cấp nữa rồi thì phải. Quân tiếp viện của nó đâu? Vào đây. Once again to prepare for battle, my loyal warriors. Tường Khiên. Once again into the fray we go. Enemy reinforcements have been spotted. Side by side. And I thank you once again for this honor. Nó có hai đội ngựa. This is an evil day. Dầu gì là gì mà dài thế. Rồi. Còn cái đoạn tết dâu này thì mình cũng thua thật. They're coming over here. The enemy has been sighted. Tức viện nó vào tới đây à? Khá nhiều kỵ binh nhỉ. Rồi. Cháy chết cũng nhiều nhá. Cháy cây cỏ quân nó chết cũng nhiều đấy. Thanh niên này bị chết cháy đen thui. Chơi bọn này chơi. Bọn rìu này. Bọn speed thì không quan trọng lắm. Bọn speed thì không sợ. Mặc dù speed nó mạnh hơn speed của mình ấy. Nó được nâng cấp rồi, speed của mình nó có speed ở đầu. Đốt bọn này chịu thương phong cao. À, xông thẳng mặt mình nhỉ. Ôi trời ơi. Chạy luôn à. Thanh niên này bỏ chạy lên đây. Rắn lắm, ăn làm sao được. Thế à? Longbow Swordsman. Mày. Đúng rồi, tiến lên. Đưa kỵ binh ra đây. Chạy hết rồi.
Của lính kiếm của mình nó xông lên rồi chạy hết. Áp sát cho nó luôn. Dạ đáng hết rồi. Dã cho con ngựa, đúng rồi. Đúng rồi. Tiến lên. Cửi qua đây đi. Dừng. Cứ bình tĩnh tiến theo từng hàng. Cứ bình tĩnh tiến lên thôi. Cứ bình tĩnh mà tiến lên. Tiến theo hàng. Vội. Tiến quân là phải có đội lính gậy nó hiểm trợ mới được, mới tiến nhanh. Đội quân của chúng ta lại điên cuồng chém giết à? Tướng nó chết rồi. Tướng nó chết rồi. Chuẩn bị tiến lên. Infantry, Russia's logo. We hunger for blood and battle. What hurts you? Kill, kill, kill. Kill, kill, kill. Kill, kill, kill. Sao mình không bút cái này lên nhỉ? Thôi rồi. Rồi. Anh nó chắc bị ăn đạn pháo vừa rồi chứ. Xong rồi. Mấy anh này anh khi anh nổi điên thì trông cũng buồn cười phết thôi. Thôi được rồi. Chiếm được cái thành này tiếp theo. Không tiến nhanh được. Hồi 5% quân. Thế mà nó không chết à? Chết. Hết quân rồi. Đỡ bất công phải công thành. Hồi 1% quân chắc gần đầy. Chắc gần đây. Ủa? Thành này sao có thể nâng cấp được quân à? Rất nhiều công trình. Phá này. Phá này. Công trình này để rèn vũ khí à? Thế được rồi, để từ từ để lại một chút xíu. Bây giờ hết tiền rồi.
mình đang ngoại giao với thằng này nên là nó ghét đúng không? Trước tiên là bỏ giao thương với thằng Phanh đi. Are you brave or foolish or just mất cái tiền nhưng mà chúng ta sẽ thêm một cái điểm ngoại giao rất đáng kể với thằng này. Đấy. Mình đang muốn cải thiện điểm ngoại giao với thằng đệ này. Mất khá nhiều tiền đấy. Nó sẽ là bức tường cho mình để chuẩn bị tấn công sang khu vực ở phía bên này. Thầy tu lên cấp. Quân đoàn này. À, đây rồi. Cái này sát thương cận chiến cộng 10% này, xung kích cộng 8%. Sát cận chiến là cái dòng này. Đây. Cái này là gây xương thương, sát thương xương giáp, một sát thương cơ bản. Đây là sát thương của vũ khí lên đối phương. Nó không mạnh bằng bọn này sát thương chuyên giáp của nó chắc cao lắm, 14 mà. Xuất sắc sát thương chuyên giáp. Mấy thanh niên này bây giờ được cộng thêm vào cũng mạnh vãi nhỉ. Sát thương chuyên giáp, sát thương cận chiến. Thu nhập từ cướp bóc, sĩ khí phòng thủ, tín đồ, cái lưỡi của Golden, 45 tuổi, không tiến quân được mới đau. Nhà thờ. Qua lượt á. Có thể trị an vùng này một chút xíu đã. Chuẩn bị lực lượng để chuẩn bị chiến tranh ở phương Bắc. Các hiệp ước với thằng Grace. Mình đang giao thương với chúng nó, bây giờ bỏ giao thương để chiến tranh phát thì sao nhỉ? Cái thằng Phanh nó chính là thằng khôi phục lên thằng Sugo mà. Thế mà bây giờ nó lại chiến tranh với nhau à? Nó lại không ưa nhau à? Bất đồng chính trị đàn áp tôn giáo à? À cái gì nhỉ? Nhớ anh em bảo tại sao mình không chuyển sang cái đạo cơ đốc. Chúng ta là những đứa con của thần Odan thì chúng ta phải theo đạo của thần Odan chứ. Chúng ta lại chiến tranh thằng này á. Ở xa thế mà đánh nhau nó à? An attack would be prudent. What say your generals? À, thằng khỉ nó chiến tranh với thằng Alaman rồi. Ồ, tốt. Phía Bắc mình đã có thêm một việc để làm rồi. Hay quá nhỉ. Mình cũng đã chiến tranh với Alaman như vậy thì tuyệt rồi. Cái thằng Ý này nó kiểm soát vùng đất phía Nam rộng thế. Kỳ hạn làm việc đã hết. Xem là chiếc hòa này của mình à.
Alaman. Alaman nó cũng không còn quân đâu. Đây rồi. Mình sẽ lệnh cho nó tấn công vào cái thành này. Đấy. Tấn công vào cái thành này. Thì cái vùng đệm của mình nó sẽ rộng ra lên rất nhiều. Đúng rồi. Chính xác. Đứng vào đây thủ đấy mà. Ôi dồi ôi. Nhà cửa thì hỏng tan nát này, mình không có tiền để sửa. Hết tiền rồi. Đang cần đến bây giờ, không phải lúc để đánh nhau nhanh. Làm ngoại giao nó bây giờ tiến nhanh cũng không có tiền mà tiến. Đấy, chỗ này nó cửi nắm quân lắm. Mày thích đi đến đây để ám sát anh à? A cup of ale, a starry sky. There is hope yet. Thịt nó cho anh. How can I assist you? Thịt nó luôn không phải nghĩ. Rồi. Dám cho mấy thằng spy ra đây để dọa anh à? Cho tạm vào đây ạ. Cơ hội thành công này. Ôi, ám sát cộng thêm phát nữa. Đánh lạc mục tiêu. Đây, lực lượng của nó ở đây đông lắm. Đây à. Hai quân đoàn tiến xuống đây. Mình kiểm soát hết đến vùng này à? Là ổn đúng không? Cái dưới này, à, nếu như thế này thì phải có một cái hạm đội à? Vùng này nó không hỗ trợ gì cho hạm đội cả. Khỏi nâng cấp đi. Lương thực vùng này rất nhiều. Của cải từ thương mại. Có thêm sẻng. Vẫn suy yếu. Sắc sông mạnh ghê nhỉ. Đấy, còn 6 tỉnh. Dưới phía nam này nó có 5 tỉnh. Thống đốc gì mà vớ vẩn này nhỉ? Ông này 68 tuổi chắc sắp dẹo rồi, dẹo thay thằng khác. Tướng à? Này à? Hung Ngô đóng quân trên đất của mình hơi nhiều. Nhưng mà nó lại là lực lượng bảo vệ của mình. Chứ hầu mình nó sẽ sang đây tấn công vào cái thành này nhỏ con. Như vậy thì cái lá chắn của mình ở khu vực này dày lắm.
sử dụng Huno như một cái lực lượng bảo vệ lãnh thổ của mình cũng là một giải pháp khá là hay đấy chứ. Mình có thể an toàn để có thể đi làm việc khác, trong khi Huno nó vẫn phát triển. Rất tuyệt vời, mình sẽ kiểm soát nước Ý trước đã. Ô, chuyện gì đã xảy ra vậy? Darkness and despair. Thôi, Attila chính thức cầm quyền rồi. The sun ever southward. Con trời tối đuổi mặt trời dần về phía nam. And behold a pale horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him. Attila chính thức cầm quyền. His wrath would engulf the world. Kinh ngạc, cơn thịnh nộ chôn vùi thế giới. And he delighted in watching it burn. Ông hân hoan nhìn nó cháy trong hoa vàng. The horde looked to Attila. Đoàn quân phục nhìn vào Attila còn. Abandon all. Rõ hết rồi. Attila chính thức cầm quyền rồi. Vua của người Hung Nô. Thôi xong. Attila được sinh ra từ bóng tối và tuyệt vọng. Hoàn thành. Được thưởng 6.000. Từ bỏ mọi hy vọng sống sót đến năm 432. Được. Gì sống sót nó là nghề rồi. Ồ, Alaman đang bị vây khốn ở khắp nơi. Vậy chắc mình cũng không phải lo nhiều việc thế. Nâng cấp kiếm lên cho cái quân đoàn này. Đấy. Nên là kiếm bạc rồi. Vùng này phải có công trình vệ sinh dịch tễ đã. Đây. Cái này nữa chứ nhỉ? Cái vùng này không xây nhà thờ được. Ô vãi. Ready for battle. Cơ hội dừng mục tiêu. Lực lượng của nó ở đây đông nhỉ? How can I assist you? Thằng nào đánh đêm được nhỉ? Thanh niên này đánh đêm được. Cả hai tướng của mình đều đánh đêm được. Cả hai tướng của mình đều đánh đêm được. Alaman. Alaman sắp mất. Ready for battle. Đánh ở đây thử xem nào. Đông lắm. Mới khó.
cho hai quân đoàn ăn thì hai quân đoàn đánh thì may ra. Besieging settlement. Ready for orders. Getting on our way. Is that all? Yeah! Lay siege to their hovels. Trận này đánh là diệt cơ số quân địch luôn này. Besieging settlement. Move out. On the move, lads. Kill! Laying siege to their hovels. Trận này căng à nha. Phải có những trận đánh lớn này nó mới sướng đấy nhỉ. Ồ, quân địch nó sẽ tấn công từ đâu? Vào đã. Ôi ôi. Quân đội nó đông ghê. Khu thoáng. Thư viện vào từ đây à? Chỗ này nó có một cái đặc điểm rất hay, đó là chỗ này thì nó lối đi lên ở đây thôi. Và đây nữa, rất hẹp. Để nghiên cứu địa hình đã. Đúng rồi. Tầm bắn ở tháp canh. Đến đây. Vậy thì mình sẽ dàn quân ở đây. Nhiều xe bắn đá này. Grouped and ready. They will bleed for us. Battle ready. Put up the shield wall. Nó có đội cung thủ à? Đội hình này nó cũng chống được kỵ binh, tuy không mạnh nhưng mà cũng được. Kỵ binh của mình sẽ vào sau vậy. Ôi dồi. Many times, men, you have answered my battle cry and shed your blood for me for years. Reinforcing troops, and not a moment too soon. We have sighted the enemy.
nhanh lên đây. Chết nhiều quá. Chết em ơi. Đúng rồi. Dán quân lên. Rót rồi, đội kỵ binh của mình đủ đông để quẩy nó. Ai đây? Kỵ binh đâu rồi? Giết bọn này. Tiếp vào này xem. Ăn được. Ô, hàng này của mình sắp thủng rồi nó. Tiến lên. Viện của nó lại vào từ đằng sau lưng nữa kìa. Enemy units have rallied and men have gone berserk. Nhanh lên. Tiến lên. Tiến tiếp lên. Tấn công điên cuồng cho anh. Tấn công điên cuồng đó. Tấn công điên cuồng cho anh. Đúng rồi.
quân của chúng ta bắt đầu chạy nổi điên này. Tiến lên. Chạy chưa? Nó đông lắm. Đội quân của chúng ta bắt đầu điên cuồng chém giết chưa? Con này toàn cung thủ rồi, cho kỵ binh đi lùa. Điên cuồng chém giết cho anh. Còn lính gậy này nó lì đòn thế nhỉ? Chả thấy mất quân gì cả. Đây là đội đầu tiên này. Đứng hàng đầu giờ vẫn còn này. Xong rồi. Tàn phá cho nó luôn. Gợt City này đâu ạ? Ăn gợt nó. Rồi. Lùa bọn này. Rồi bọn này. Cổ pháo cuối cùng vẫn còn đạn bắn. Quân ngoài biển mà nó vẫn còn đang vào kìa. Chưa hết được, trận chiến này chưa hết. Thư viện của nó vẫn đang vào. Mau sợ. Tướng địch đã chết. Rút về đi. Đội này thương nặng lắm rồi. Được rồi. Đội kỵ rút về. Nó bỏ chạy hết rồi. Con tướng nó lì đấy. Một mình đứng ở đây mà. Cẩn thận tháp canh nào bạn. Quân của nó còn đang ngoài biển nhỉ. Mày chết sốc rồi. Rồi. Xong rồi. Chạy lên đây đi em ơi. Nào để xem lực lượng nó còn ở đâu đấy. Lực lượng này thương rất nặng. Đánh đây đã. Bây giờ phải xem là quân tiếp viện của nó có thể vào được từ đâu nữa cơ. Vào đây phá cái tháp canh ở trước đây. Phá tháp canh đầu tiên ạ. Tháp canh thì tầm bắn nó đến đâu. Quân tiếp viện ở trên bộ nó hết rồi đấy.
Nó đang vào à? Vào đây, sập tháp canh chưa? Rồi. The enemy's tower has been destroyed. Chắc đứng nó luôn ngoài từ ngoài cổng chứ nhỉ? Sợ mẹ rồi chứ. Chỗ này có tường à? Quân nó đang vào kìa. The enemy tower is no more than wreckage now. Nào còn sức khỏe chiến đấu. Dậy của mình à? Cái này lính Steve không sợ. Chỗ nào nó chơi lính gậy mình phải chơi nó. Kỵ binh nhỏ. Chuẩn bị. Kỵ binh chuẩn bị. Rắn đét luôn. Dám tấn công anh à? Ngon đi ăn nào. Mày dám ăn anh à? Quả này mất tinh thần ngay, không đánh được mấy lính. Mấy anh lông be này đâu. Cô đơn, chiến binh cô đơn. Quả này không chịu nhiệt. Trang biển chuẩn bị móc lốp đội cung thủ nó. Xong. Number,
ôi, tường thép luôn. Cái tháp canh này nó bắn đến đâu nhỉ? Phá tháp canh. Chết thì mất mấy con ngựa đấy, nhưng mà phá cái tháp canh. Rồi mấy anh lông bay rồi, chạy đằng sau lưng đấy. Chém. Chém sau lưng thì chắc là nó không sống được mấy tiếng. Cái gì, quân bạn đang điên cuồng chém giết á? Ra đây em ơi. Thôi nó bỏ chạy rồi, đuổi làm cái gì. Rồi, này nó cứ lẩn vẩn đây. Chết mất mấy con ngựa để phá cái tháp canh này. Chết này, mấy thằng này nó điên cuồng chém giết đấy. Úi dồi ôi, phải chưa. Xong, 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 vỡ đám hết rồi. Không được, tàn sát, tàn sát. Được, phải tàn sát. Tàn sát. Không tàn sát để chúng nó hồi thì mệt lắm. 160 quân nguyên. Lại có một vụ tàn sát. Còn nhiều quân như thế này mà chúng nó bỏ chạy hết nhỉ? Lạ thật. Thôi được rồi. Một chiến thắng dứt khoát. Mày hả bưởi. Hồi phục đến 23%. Nhiều phết đấy. Hạm đội này của nó không tham chiến à. Cải này ảnh hưởng dị giáo La Mã. Khu định cư có tường cao. Ủi thủ lĩnh. Những vùng nó có cái công trình tôn giáo này là hơi bị dở hơi à. Mình sẽ không thể không có cách gì để cải tạo tôn giáo được nhỉ. Có một cái nhà thờ
Nó ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo nên không thể làm gì được. Warriors all. Get moving. Trừ một vệ sinh. Để lại cái này nhá. For the tribe. Move out. Rồi. Thirsty for battle. Ready for orders. For the tribe. How can I assist you? Watching, always watching. Ready for orders. Do thám xem ở phía dưới này nó còn đông quân không? Hết rồi. Is there nothing else? Alaman. Chắc phải thành lập một cái hạm đội đây thật. Hơi già. Chiến tranh ở nhiều nơi quá nhỉ? Đã tướng cấp 5. Địch đã chết, phục tùng quân đi khai La Mã. Ái chà, Van Dan vẫn cày cuốc được ở khu vực này lâu nhỉ. Mình vẫn duy trì được một cái độ ảnh hưởng với cái thằng đệ. Nói chung mình khác văn hóa với nó mà mình khác văn hóa, khác sắc tộc mà vẫn có thể duy trì được thì nó rất khó đấy, bởi vì là về căn bản thì các cái nước chư hầu của La Mã này sau này nó vẫn bất đồng tôn giáo với mình. Nó không ưa mình. Đó là cái vấn đề rất là lớn các bạn phát triển quân, cho dù bạn chơi theo bất kỳ phe nào. Không đâu cũng vậy. Đó là ngoại giao, nó là một cái vấn đề rất là phức tạp. À, chúng ta làm sao phải cân bằng lợi ích của các phe phái với nhau. Ngoại giao thế giới hiện nay cũng vậy thôi. Các bạn cũng có thể thấy rằng là giữa các phe phái, much blood has been spilled. Một cái hiệp ước hòa bình là không thể có. Rút lui chiến thuật hết rồi. À, thằng này nó lại lấy đứa con gái này của mình ạ. À? Cho nó lấy. Cái con xấu mù đấy mà có thằng nó lấy là tốt rồi. Thì hạn làm việc đã hết. Chúng ta lại có thêm tiền rồi. Quân đi khai là bọn này à? Ô, ông đệ của mình tiến nhanh thế. À, nó tiến ra đến sát cái vùng của thằng mấy thằng này rồi thì không sợ rồi. Thế thì vùng lãnh thổ này êm du rồi. Kiểm soát lốt tỉnh này thì cái vùng đệ của mình rất rộng. Vùng đệ của mình đang rất rộng. Vấn đề là có phát sinh thêm thanh niên này. Thanh niên này mình thì chưa đủ lực để có thể tiến quân đi đâu được. Thank you.
chưa đủ lực xây cái này đã. Ôi, nó đang hết lương thực. Buồng này thu nhập được phết nhỉ. Ai da. Ready for battle. Warriors all. For the tribe. Áp được cái kiếm lên này. Quân nó mạnh đến xíu. Ready for battle. Thirsty for battle. Ôi thằng này nó thẩm quyền mới 17 cơ. Cao vãi trưởng. Ready for orders. For the tribe. Thẩm quyền của nó có những cái gì mà cao thế nhỉ? Một thẩm quyền, hai thẩm quyền. Hai. Hai cộng 10 là 12. 13, 15. Không có nhiều quân đánh được nhưng mà hết tiền rồi. Đánh nữa thì kiệt sức. Thôi được rồi, từ từ đấy. Việc đâu còn có đó. Khó nhất bây giờ là làm sao để duy trì ngoại giao với mấy thằng đệ để nó tạo vùng đệ cho mình. Cái thứ hai là để nhiệm vụ của mình sớm hay muộn mình cũng phải xử lý cái vùng phương Bắc thôi. Lại cướp bóc trên đất của mình à? Thì chết à? Tình báo địch. Vùng này mà xây vào xe bắn đá. Vùng này sẽ tăng vào giáp. Nghèo quá. Đang hết lương thực. Đang hết lương thực.
Ready for battle! Warriors all! Nó đóng ngay một cái hạm đội ở đây. Thành lập cái hạm đội ở đây à? Chiến binh quặc cả. Mẹ nó chứ nhỉ? Đóng cái hạm đội ở đây này thì mình làm sao mà tiến quân đi đâu được. Nhiệm vụ của mình cũng khá khá. Ostrogoth không có đất mấy nhỉ? Đệ mình ông lại có một cái thành ở đây. Bảy tỉnh chiếm mất cái này thì còn 6 thành. Bọn này nó khôi phục gần hết rồi. Nếu mình không nhầm thì chỗ này có mỏ sắt hay sao nhỉ? Không có à? Mỏ vàng. Đây cũng có mỏ sắt này, đúng rồi. Đây. Trời ơi, một cái tình hình ngoại giao không thân thiện chút nào. We are, as always, a welcoming host to you. I await your words with an appetite for truth. Sắc sông mạnh lắm. Quân ly khai là mã. Thằng đệ của mình mãi không tìm được điểm chung gì với nó nhỉ. Mà nó phát triển được mạnh như vậy cũng ghê đấy. Nó lại khác tôn giáo của mình. Nó lại khác tôn giáo với mình nữa chứ. There is a time when warriors must sheathe the sword and talk for the good of their people. Mình hòa bình với nó, mình mất điểm ngoại giao với nhiều thằng lắm. Ui dồi ôi, hung nô. Đứng chật sân nhà mình này. Hôm nay nó làm trò gì mà nó quay quay quanh nhà mình nhỉ? Định tuyên chiến mình à? Ready for battle. Bọn này bỏ hết quân đi à? Không dám giữ đất ở đây nữa.
thành lập một cái hạm đội đây. À. À. Nó đứng. Ready for orders. Thắng này. Thắng được cái auto. Cho nó chìm xuống. À, mình có hạm đội ở đây nữa. Nên mới ăn được. Đúng rồi. Nó cả mấy cái thuyền pháo này nữa. Thế chứ. Thành lập hạm đội. For the tribe. Hạm đội đầu tiên đấy. Ships to ports. Thuyền của mình à, hạng nhẹ. Ôi đắt tiền thế. Mấy cái thuyền đâm húc trước đi. Assembling the fleet. We need good strong men. Thế được rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.